Đường này đẹp. Đây. À, xin chào cả nhà. Đây à, Phong đến tham quan vườn quốc gia U Minh Thượng kiên của tỉnh Kiên Giang. Đây Phong đang ở trên Hồ Hoa Mai để quay xuống cho toàn cảnh của rừng U Minh Thượng cho cả nhà xem nhé. Đây. Chứ anh không mới được. Hả? Anh quay đi, kệ anh quay đi. Hồ Hoa Mai trước đi, chỗ này Hồ Hoa Mai trước nè. Đây cả nhà, đây đây là à, đây đây là Hồ Hoa Mai hả anh, nó có cái gì đây. Đây là Hồ Hoa Mai của vườn quốc gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang. Rồi chú chào con. À Nguyễn Hữu Cầu. Anh chào em Nguyễn Hữu Cần. Dạ em xin chào chị Tạ Gia Cát Cát. Tại vì lâu rồi em cũng không muốn lại livestream ạ. Ok, sắp nghe, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hải. Cảm ơn anh Hải sắp giỏi dùm xuống rồi đây thà hồi chụp hình livestream. Ừ, mình đến luôn. À, đúng rồi anh Quang Minh ạ. Hồ Quang. Quang. Trời ơi. Đây nghệ sĩ Ngọc Đặng. À đây chúng ta là chiều qua là chiều lại. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Quỳnh Tấn Phong. Chiều nay là tân gia nhà mới của nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong tại quê hương U Minh Thượng Kiên Giang. Rồi ok anh. Dạ em chào anh Nguyễn Văn Đông. Dạ. À, về quê tân gia nhà mới cho mẹ anh Nguyễn Văn Đông. Đây. Chào Toàn Lê. Chào em Toàn Lê. Đây là nhà vườn quốc gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang. Nghệ sĩ Ngọc Đặng. Đang quay phim. Nghệ sĩ Ngọc Đặng đang livestream. Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy không? Đó, rừng mênh mông bao la. Rồi mình xuống Đặng ơi. Mình đi xuống. Đây Hồ Hoa Mai. Đây Hồ Hoa Mai. Rồi chừng nha, đang đi xuống cầu thang nha. Đây Hồ Hoa Mai đây. Quay mặt lại chứ anh không? Hả? Mặt mình rồi các coi. Mặt mình không? À, anh chào em Thành Úc. Hưu tiếc quá đi. Em chào anh trai Hiền Linh. À, tiếc quá à. Phải có anh trai về vui anh trai ha. Ở đâu mà đẹp quá vậy anh? Ở đây là vườn quốc gia U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang đó em. Thành. Đẹp không? Tuyệt vời luôn nè. Đó. Cả nhà thấy không? Ở trên quay xuống nữa. Đẹp ghê. Quá mát luôn. À, đẹp chưa? Không, nhìn chữ rồi được cái đầu. Đã gì?
đừng đừng dịch. Thằng là chim. Dạ em đang ở tham quan vườn quốc gia U Minh Thượng là của tỉnh Kiên Giang là chị Lê Lê Tư. Hiền nhưng không hiền. Chào anh chào em hiền nhưng không hiền. Hu hu quá anh Hiền Linh. Anh chào em Kiều Nguyễn. Rồi anh Phong cảnh đẹp và trong lành quá anh. Ừ cảnh đẹp lắm em. Tinh giai nhân. Tinh gì? Nhân giai. Xin chào vạn sự tùy duyên. Ừ thích quá anh này lên ha. Ờ có dịp lần này dịp xe có dịp anh về dưới quê em chơi, em chở anh vô rừng u khu vui lịch sinh thái U Minh Thượng nè. Anh Hiền Linh nè, đang đi xuống. Này có nhiều. Dạ. Thích lắm anh, vui lắm anh. Cái này đẹp lắm. Vợ với con anh đâu rồi? Ừ đi lên đây quay mà vợ con nguyễn nguyễn chí linh hồ qua mai ha. Đúng rồi em Nguyễn Chí Linh, em đang đâu? Anh với Ngọc Đặng đang. Chí Linh đâu rồi anh? Đó. Nguyễn Chí Linh hồ qua mai ha. Nãy giờ trên hồ qua mai trên tháp giờ đi xuống nè, về trên lên lên lẹ lẹ chờ anh nè. Về tối nay tham gia cung đàn mới rồi. Ăn bắp con trai. Ăn đi con, con trai ăn bắp không gì con? Ăn bắp không trai đáp hả? Ờ con ăn đi con. Thôi đi nè. Chào cả nhà. Ờ mai này con đi, con với cha mẹ với chị hai đi, gia đình con đi tham quan. Tham quan. Ở khu du lịch sinh thái. Dạ em không dám săn bắt điều này bị bắt chết luôn á chị Thu Hà Trương. Chào anh trai luôn nhanh. Không nay anh về quê Kiều Diện Kiều Nguyễn có coi ghiền chơi ít chết mồm. Đây nè rừng nè, đây chiều. Ơi. Ồ, chỗ này đẹp quá đặng có chụp không? Sáng chụp được phải lấy chứ không được cái này. Dạ. Trên không có đâu. Ừ nè. Này con tao muốn xuống đó đi. Trời ơi, đẹp quá trời luôn cái này, giống chợ đâu. Con chào cả nhà đi. Con chào cả nhà. À. Rồi, đại gia đình của em xin chào anh trai Lưu Nhanh. Rồi, anh Hiền Linh chúc gia em trai mà nhà mới vui vẻ. Dạ rồi em cảm ơn anh trai Hiền Linh rất là nhiều. Đi bắt con cá rô hả anh ạ? À? Ừ đi bắt con cá rô nè em chị Mưng. Anh đang gì? Anh đi về quê. Đây Mỹ Phượng bà xã của Phong. Tây rồi nghệ sĩ Lục Đặng. Trời ơi, giống cục khỉ. Trời ơi, em. Ừ. Ủa, cái trai ngồi con, hai con mình ngồi. Đưa, hai con mình đưa cho má. Bên đây nè, bên đây. Bên đây nè, cho nó má. Bên đây. Bên đây nè con. Đây, đúng rồi. Quyên cô Hà chào con gái chân dài kìa. Cô Hà chào con kìa. Chào cô. Cô Hà. Ờ nói cô đâu? Trương Thu Hà, chào cô Trương Thu Hà. Chào cô Trương Thu Hà. Ừ. Thôi ngồi ngồi đi cha. Đi con, ngồi quay qua. Đầu con lấy trứng nó còn. Đi đi. Ừ. Ừ.
gì em chúc gia đình anh về làm tân gia nhà mới cho mẹ. Rồi anh cảm ơn em Thịnh Úc. Bailey dễ thương. Ủa Bailey nào? Bailey nào em dạng sự tự nhiên. Kìa, kìa cô Thu Hà Trương nói con chào con trai kìa. Con trai kìa thấy ghét quá chưa kìa. Chạy đi con, chạy đi. Phú chạy đi con. Bắt cỡ. Cái gì bắt cỡ mà? Cái gì bắt cỡ? Đi, chạy đi. Chạy đi. Đi, chào cả nhà đi. Ăn bắp hả? Ăn bắp hả? Mời cả nhà ăn bắp. Chào cả nhà ăn bắp đâu. Chào cả nhà ăn bắp đâu sao vậy? Rồi, cảm ơn Kiều Nguyễn. Nóng quá. Đạp dịch vô mát rồi. Đi đạp dịch, trời ơi, đạp dịch vô mát hay con. Nóng lắm á. Nóng gì lắm. Chiều á, chiều mát con mới đạp dịch được. Nhưng mà trời tối con đâu có đạp dịch thì đâu có nạp. Thế nào con chưa đạp dịch hết trơn. Ừ. Rồi. Cảm ơn Lê Thị Bích Tiền. Nhân Húa xin chào. Nhân xin chào bạn Phong. Rồi Phong xin chào Nhân Húa nha. Thánh Khiêu cảm ơn dạng sự tự duyên. Nãy giờ mới chạy vòng tới đây nè. Chưa biết gì chưa. Game. Ừ. Cô chúc cục cưng phong phú kìa. Cô Thanh Huệ chúc cơ cục cưng thành phố rồi. Rồi. Cảm ơn rồi phong phú nha. Cảm ơn cô Thanh Huệ. Rồi, chú chào con Dương Tiểu Nguyệt. Lâu quá không gặp bạn, khỏe không? Rồi. Mình khỏe Nhân ơi, cảm ơn bạn. Cháu đang yêu quá. Rồi, thánh thiêu em tin gì tin Nhân Giai. Dương Hoàng em, anh đi không rủ em gì hết. Vậy hả? Vậy thôi mình đi, chơi chút mình về. Đến sau giờ cha về không có ai. Rồi em trai Dương Hoàng em, em với Sang qua nhà anh chơi nha. Nhân hôm bữa nào rảnh. Ok Nhân. Hôm nào em cà phê. Rồi anh trai Trương Thảo. Chào Minh Nhật Nguyễn, đang ở đâu vậy bạn? Em đang ở vườn quốc gia khu du lịch sinh thái U Minh Thượng nè. Anh của tỉnh Kiên Giang là anh Minh Nhật Nguyễn. Anh chào Hằng Nga. Vô bọn em không biết đường đi hả? Dễ mà, bên em đi qua. Em hỏi thằng Thịnh á. Thịnh chỉ. Kêu thằng Sang chỉ qua, hai anh em qua chơi. Chào Phúc Thịnh. Chào chị Nguyễn Giúp. Chị Giúp ơi, ngày hôm bữa trước á, là em nói gì đùa với chị mà chị giận em Út sao, chị buồn sao? Nếu mà chị có buồn giận thì em xin lỗi chị nhiều nha. Xin lỗi chị nha. Em nói chơi mà. Chứ chị em nào giờ em nào có cái ý nghĩ đó, phải không?
thấy chị ở bên Phú Quốc em còn nói chị quanh thôi. Để chị về tội nghiệp chị. Chào em trai Lê Trọng Nghĩa. À, hôm nay anh về ăn mừng tân gia nhà mới của mẹ cho mẹ nè, rồi sẵn này còn sớm gia đình anh lên trên vườn quốc gia U Minh Thượng tham quan nè. Rồi ok con, Dương Tiểu Nguyệt con rủ cầu á. Chào Huỳnh Đăng, chào Huỳnh, chị Huỳnh Hoa Phạm. Cha có đặng sao nãy không giúp em gái đi, mình biết gì mình trả lời nấy, để cho em gái làm bài. Ừ, anh đang ở khu du lịch sinh thái vùng quốc gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang này em gọi thanh. Ừ, một hai ngày nữa mình về Nhân ơi, về Sài Gòn. Rồi cảm ơn em nhận sự tùy duyên. Rồi cảm ơn em tin gia nhân. Ok con, Dương Tiểu Nguyệt. Rồi, dạ em cảm ơn chị Quỳnh Hoa Phạm. Thôi Phong xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp, an lạc và hạnh phúc cả nhà nhé. Xin chào cả nhà.